Trước khi tốt nghiệp, tôi bị kẻ bắt nạt của trường đẩy xuống. Nhưng tôi không chết vì điều đó, mà rơi vào trạng thái thực vật, nằm trên giường bệnh suốt 10 năm trời. Trong 10 năm tôi đó, có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh, nhưng lại không thể tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu. Bà nội vì chờ tôi tỉnh lại, đã chăm sóc tôi tận tình mỗi ngày trong suốt 10 năm. Thậm chí để có đủ tiền chữa trị, mỗi ngày bà kiên trì làm 10 công việc. Tuy nhiên, những điều như thế này lại bị bác sĩ và y tá coi như trò cười hàng ngày. Và đứa em trai duy nhất của tôi cũng trở thành đối tượng bị hiệu trưởng bắt nạt. Cảm nhận được ý xấu sâu sắc của thế giới này, nội tâm tôi vô cùng đau khổ và dằn vặt. Nếu thế giới này tồn tại, phép màu có thể đưa tôi trở lại lúc đó. Khoảnh khắc ấy, tôi nhất định sẽ hủy diệt tất cả bọn họ. Nỗi đau của họ thậm chí khiến tôi suy nghĩ rõ ràng cả kế hoạch 10 năm sau. Nhưng dù là như vậy, cũng chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi. Khi tôi nghĩ rằng chỉ có thể chết trong đau khổ như thế, lại phát hiện ra trước mắt xuất hiện cảnh lớp học. Cảm giác như mơ này khiến tôi không dám tin mọi thứ trước mắt là thật. Thế nên trực tiếp cầm một cây bút, đâm vào đùi mình. Cơn đau dữ dội bao trùm toàn thân. Hóa ra đây không phải là mơ. Mình thực sự đã trở lại thời khắc đó. Bên cạnh vang lên tiếng gầm giận dữ. Lúc này Tiêu Đạo Đường Triều đang bắt nạt người bạn duy nhất của tôi. Và đây chính là khởi nguồn của tất cả nỗi đau của tôi. Lúc đó để bênh vực người bạn thân, tôi cũng trở thành đối tượng bị bắt nạt của kẻ bắt nạt, cuối cùng rơi vào địa ngục vô tận đó. Tuy nhiên lần này tôi vẫn kiên quyết đứng ra. Chưa kịp để tên côn đồ phản ứng, một cú đấm mạnh đánh vào chân hắn. Khoảnh khắc này tôi đã chờ đợi suốt 10 năm trời. Ngay khi tên côn đồ còn đang sững sờ, vô số cú đấm như súng máy dội vào mặt hắn. Nỗi đau chịu đựng suốt 10 năm qua không thể khiến tôi dễ dàng dừng tay. Đúng lúc tôi sắp ra tay tàn nhẫn, một cái ghế bay về phía này. Chính là Tư Không Trấn, tay chân của tên côn đồ. Hắn là kẻ lợi hại nhất trong nhóm của tên côn đồ. Thằng nhóc, mày tìm chết à? Mau dừng tay cho tao. Nếu tao nói không thì sao? Không ngờ tên này lại không hề sợ hãi. Chẳng lẽ sau lưng hắn có chỗ dựa gì sao? Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là quy củ. Đúng lúc hắn định xông lên, cô giáo đến. Sau giờ học tao sẽ tìm mày ngay. Mày đừng có nghĩ đến chuyện trốn thoát. Bọn tao sẽ không làm mày thất vọng đâu. Trong giờ học, Hoàng Dược vẫn luôn suy nghĩ. Tao chỉ nhớ là trước đó ăn một cái tát của hắn, tại sao sau đó lại bị đè xuống đất đánh điên cuồng vậy? Chắc chắn là tao đã xem thường hắn. Xấu hổ quá. Lại bị tên mô phạm giả dối này đánh cho. Đợi đến lúc tan học, tao nhất định phải đánh mày sắp chết. Tiếng chuông tan học vang lên, hắn bị đá bay thẳng ra ngoài. Chuyện của chúng ta vừa nãy vẫn chưa xong đâu nhé. Mấy tên đồng bọn vừa rời đi vì cô giáo, vừa tan học đã xông vào đây đánh nhau. Tuy nhiên chưa vào đến lớp, đã thấy cửa lớp bị vây kín bởi đám học sinh tò mò. Họ vội vàng chạy vào lớp, lại phát hiện Hoàng Dược như con chó chết, bị treo lơ lửng giữa không trung mà đi. Xin lỗi nhé, các người đến muộn quá. Tư Không Trấn như phát điên xông tới. Tôi cầm một sợi xích sắt đánh mạnh vào chỗ hiểm của hắn. Tổn thương nặng khiến hắn mất đi khả năng chống cự. Nhìn thấy cảnh này, hai tên còn lại lập tức bị thủ đoạn tàn nhẫn đó làm sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Nhưng tất cả chưa kết thúc. Tôi hướng về phía tên nam sinh gầy yếu hơn. Tôi thỏa sức chút hết cơn giận dữ trong lòng, dường như muốn giải thoát tất cả hận thù. Hình ảnh của tôi trong mắt bọn bá vương đã trở thành ác quỷ khát máu. Tiếp theo đến lượt mày. Hammerung, dừng tay. Tiếng quát lớn khiến tôi dừng động tác trên tay. Thấy cô giáo đến giải cứu, Mộ Dung Tầm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sự việc ba học sinh chảy máu đối với nhà trường của thực là chuyện rất nghiêm trọng. Tuy nhiên nhìn bộ dạng hà hê của Mộ Dung Tầm, tôi lại lộ ra nụ cười khinh miệt. Trong phòng làm việc, cô giáo Đinh Xuân Thu mắng tôi một trận te tua. Tôi làm giáo viên hơn chục năm, vẫn là lần đầu gặp học sinh như em. Chuyện này em phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Lại một lần nữa cảm nhận thấy bộ mặt vô liêm sỉ của Đinh Xuân Thu. Chẳng lẽ đây chính là gọi là làm gương cho người sao? Ở kiếp trước, sau khi bị lừa bị bắt nạt, cuối cùng tôi cũng quyết tâm nhờ cô giáo giúp đỡ. Thế nhưng đón nhận tôi lại là ánh mắt lạnh lùng rừng rưng của cô giáo. Thậm chí điều đáng ghét hơn là sau khi tôi phản kích Tư Không Trấn, lại bị yêu cầu bà nội đến bồi thường xin lỗi bọn chúng. Nhưng rõ ràng tôi mới là nạn nhân thực sự. Mãi đến sau này tôi mới hiểu, thì ra là vì Đinh Xuân Thu đã nhận hối lộ từ phụ huynh. Thầy giáo, thầy không cần phải kích động như vậy. Loại chuyện này cũng không phải lần đầu xảy ra. Những vụ bạo lực trước đây chẳng phải đều đã được thầy giấu nhẹm rất tốt rồi sao? Thầy chỉ cần xử lý như mọi khi là được. Nghe câu trả lời của tôi, Đinh Xuân Thu lập tức nổi trận lôi đình, tát thẳng vào mặt tôi. Còn các giáo viên khác thấy cảnh này vẫn làm ngơ và đứng nhìn như mọi khi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi trở thành người thực vật. Đúng lúc Đinh Xuân Thu định ra tay tiếp, nếu thầy không dừng tay ngay, thì chuyện thầy giang diều với cô giáo tiếng Anh sẽ nhanh chóng bị mọi người biết đến. Bàn tay giơ cao của thầy giáo cứng đờ giữa không trung. Sau này trước khi nói chuyện với tôi, tốt nhất thầy hãy dùng não suy nghĩ trước đã.
Mỗi tháng thầy đều nhận từ cha mẹ của Mộ Dung Quần một khoản tiền. Và còn duy trì mối quan hệ bất chính với cô giáo tiếng Anh đã có con. Nghe xong lời của tôi, cả người Đinh Xuân Thu run rẩy. Em muốn tôi làm gì? Đơn giản thôi, thầy chỉ cần như trước đây. Nhắm một mắt mở một mắt là được. Chỉ là đối tượng thầy bênh vực đổi thành tôi thôi. Tôi biết phải làm gì rồi. Sau khi làm xong những việc tôi này, quay đầu bước về phía lớp học. Đồng thời, trong lớp, Mộ Dung Quần tức giận đập bàn ghế. Chút bỏ cơn giận dữ trong lòng, thầy giáo đã nhận hối lộ từ mẹ. Ít nhất cũng phải đuổi Ôn Thành Vũ. Như vậy sau này, mình sẽ không phải đối mặt với tên đáng sợ kia nữa. Chỉ cần Ôn Thành Vũ không có ở đây, thì không ai có thể lay chuyển vị trí bá chủ trường học của mình. Tuy nhiên, đúng lúc hắn hô hào chúng ta xưng bá trong trường, phía sau lại vang lên giọng nói của Ôn Thành Vũ. Chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu. Nhìn thấy tôi xuất hiện trong lớp lần nữa, Mộ Dung Tầm lập tức rơi vào nỗi sợ hãi vô tận. Chưa kịp phản ứng, nắm đấm của tôi đã đánh vào mặt hắn. Nhìn thấy thiếu niên như ác quỷ, Mộ Dung Tầm không còn chút ý niệm chống cự nào. Chỉ thấy cú đấm này nối tiếp cú đấm kia giáng xuống mặt hắn. Mộ Dung Tầm ngay lập tức bị đánh thành xác chết. Vốn tưởng rằng thầy giáo ở ngoài lớp thấy vậy sẽ ra tay cứu giúp. Thế nhưng điều khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng là thầy giáo lại quay đầu đi chỗ khác. Đừng hy vọng nữa. Môi trường này sẽ không bao giờ có ai đến cứu mày đâu. Các bạn học xung quanh sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Trong mắt họ, cuộc đời tôi đã xong đời.